Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Hòa Bình về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2022 có phóng sự Công an huyện Cao Phong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Nga đóng cửa đường ống Nord Stream cung cấp khí đốt tự nhiên cho Đức để bảo trì theo lịch trình. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị công tác xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng, các đại biểu dự họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm khách quan, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi bỏ phiếu để lựa chọn cán bộ vừa hồng vừa chuyên vào quy hoạch để giữ các chức danh chủ chốt của tỉnh. Như Tổng Bí thư nói, các đồng chí cũng hết sức cân nhắc, suy xét kỹ. Trước hết là phải nhìn vào cái đánh giá cán bộ trước. Đánh giá cả, thứ nhất là đánh giá về đạo đức, tư tưởng chính trị vững vàng. Sau đó mới đến chuyên môn, làm sao chọn được cán bộ toàn diện, vừa hồng vừa chuyên, để xứng đáng cho chúng ta lựa chọn. Quy hoạch các ông chí biết rồi, đây là việc làm thường xuyên liên tục, để đảm bảo chúng ta không bị động, chuẩn bị sẵn sàng đội ngũ hậu bị cho nhiệm kỳ tiếp theo. Đảm bảo nguyên tắc kế thừa, thường xuyên liên tục, đoàn kết thống nhất nhất trí, đảm bảo sự phát triển ổn định bền vững của cơ quan đơn vị của địa phương, đồng thời cũng căn cứ vào danh sách quy hoạch để chúng ta có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng luân chuyển bố trí cán bộ. Vì thế cái bước này cũng rất sức quan trọng. Bác Hồ có dạy rồi, mọi việc thành hay bại âu đều là do cán bộ đó tốt hay xấu, thì chúng ta phải lựa chọn được đúng cán bộ để đặt vào đúng vị trí, và trong công tác cán bộ cũng phải chú ý đến việc cơ cấu đảm bảo hài hòa trên dưới, giới tính, thành phần. Nhưng vẫn có một nguyên tắc, không vì cơ cấu mà giảm chất lượng. Trong ngày 11 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành hội nghị bước 1 và bước 2 thực hiện quy trình giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2025-2030. Trên cơ sở kết quả quy hoạch bước 1, bước 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị bước 3, bước 4, bước 5. Theo đó, giới thiệu bỏ phiếu quy hoạch Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, giới thiệu bỏ phiếu quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là 66 đồng chí. Số lượng cán bộ quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 là 17 đồng chí. Đây là các đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đã được giới thiệu quy hoạch theo đúng quy định. Hội nghị cũng đã giới thiệu bỏ phiếu quy hoạch các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số chức danh chủ chốt của tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Công tác giới thiệu bỏ phiếu quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 được thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình quy định của Đảng. Ngày 12 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có các đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2022,
cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 237 tổ chức đảng và 335 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 185 trên 237 tổ chức đảng, 188 trên 335 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 24 tổ chức đảng với 91 đảng viên, kiểm tra việc thực hiện kiểm tra giám sát đối với 283 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các văn kiện của đảng, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống và trách nhiệm nêu gương. Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề đối với 206 tổ chức đảng và 303 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp giám sát đối với 201 tổ chức đảng và 236 đảng viên. Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng, 47 đảng viên. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách. Tại hội nghị, các đại biểu cũng chỉ rõ công tác kiểm tra giám sát còn nhiều hạn chế như một số cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp cơ sở chưa làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ vẫn còn hạn chế. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư tỉnh ủy, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra giám sát của Đảng, đồng thời chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục. Về vai trò nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị. Đấy là phải tổ chức công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng thật tốt. Không chỉ tăng về số lượng, mà phải chất lượng phải tốt hơn. Thi hành kỷ luật đúng người đúng tội, đảm bảo tính răn đe, tính cảnh báo. Thì trong đó chúng ta vẫn tiếp tục tập trung vào những lĩnh vực nóng, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm. Công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền, các lĩnh vực kinh tế dễ nảy sinh tiêu cực tham nhũng, đầu tư công, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, và đặc biệt tập trung vào lĩnh vực thực thi công vụ và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là những cán bộ đảng viên làm việc trong lĩnh vực nhạy cảm, tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp. Trách nhiệm công vụ, đạo đức công vụ, văn hóa công sở. Tức là chúng ta phải tập trung vào xây dựng đội ngũ cán bộ, những người làm công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng, để tạo ra được đội ngũ cán bộ mà vừa hồng vừa chuyên, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đặc biệt ở lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính, thu hút đầu tư kinh doanh, tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, không bỏ lọt tổ chức cá nhân vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật của nhà nước. Ngày 12 tháng 7, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 do đồng chí Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Hòa Bình về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Hòa Bình, đã làm việc với đoàn công tác. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của tỉnh Hòa Bình có 37 điểm thi với 9.560 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, đạt 99,49% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh có 3.558 người tham gia các khâu tổ chức kỳ thi. Đến thời điểm này, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Toàn tỉnh không có thí sinh, cán bộ vi phạm quy chế thi. Công tác đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, các phương án đảm bảo an toàn tại các điểm thi được thực hiện nghiêm. Đối với công tác chấm thi, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện cho ban chấm thi, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh tại điểm chấm thi được thực hiện an toàn tuyệt đối. Ban Chỉ đạo đã huy động 170 cán bộ giáo viên tham gia chấm thi. Ngoài ra, công tác thanh tra kiểm tra được triển khai đúng quy định ở tất cả các khâu trong quá trình diễn ra kỳ thi và khâu chấm thi diễn ra từ ngày 12 đến 22 tháng 7. Phát biểu tại buổi làm việc,
đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Hòa Bình xác định kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là nhiệm vụ trọng tâm và được thực hiện nghiêm túc, tạo nên một kỳ thi an toàn, đúng quy chế. Trong đó, ban chỉ đạo đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong các khâu của kỳ thi, công tác coi thi, chấm thi được thực hiện khách quan, đúng quy chế. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau kỳ thi, đồng thời mong muốn để giảm áp lực cho xã hội, phụ huynh và học sinh cần khắc phục tình trạng bệnh thành tích trong học tập và thi cử, giảm tải khối lượng dạy và học để đưa nền giáo dục phát triển theo hướng tích cực. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao kết quả tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của tỉnh Hòa Bình. Để kỳ thi diễn ra công bằng, khách quan và chất lượng, mỗi người tham gia tổ chức kỳ thi phải nâng cao trách nhiệm, tuân thủ, thống nhất quy trình nghiệp vụ trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi. Những người tham gia chấm thi phải có đủ năng lực chuyên môn để đánh giá đúng chất lượng các bài thi, đảm bảo khách quan cho mỗi thí sinh. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 12 tháng 7, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy, Ban Thường vụ, Đảng ủy khối và cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, tập trung lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, thường xuyên coi trọng công tác chính trị tư tưởng, chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm và từng bước đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực và hấp dẫn hơn. Chuẩn bị tốt công tác đại hội chi bộ dưới cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, đã kết nạp 54 quần chúng ưu tú vào Đảng và xét quyết định chuyển đảng chính thức đối với 58 đảng viên dự bị. Sau tháng cuối năm, Đảng ủy khối tập trung thực hiện tốt chỉ thị số 22 ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Kịp thời kiện toàn cấp ủy các chi đảng bộ cơ sở, làm tốt công tác phát triển đảng, xét chuyển đảng chính thức và các nghiệp vụ về công tác đảng viên, đặc biệt quan tâm tăng cường đôn đốc công tác phát triển đảng viên, bảo đảm chất lượng số lượng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Ngày 12 tháng 7, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm nay, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã lãnh đạo các chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo tuyên truyền kịp thời về chủ trương chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, các vấn đề được xã hội quan tâm, đặc biệt là phản ánh tình hình phòng chống dịch COVID-19 và các biện pháp khống chế dịch COVID-19 tại các địa phương trong tỉnh. Việc thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, tiêm vaccine phòng COVID-19, tuyên truyền tích cực cho sự kiện SEA Games 31, góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh, kích cầu du lịch và phục hồi kinh tế. Tuyên truyền về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, công tác phòng chống lũ bão. Chương trình được phát trên nhiều hạ tầng và thu hút ngày càng nhiều khán giả. Công tác xây dựng đảng được quan tâm, chất lượng sinh hoạt các chi bộ không ngừng được nâng lên. Đặc biệt, Đảng ủy Đài đã tập trung lãnh đạo các chi bộ, chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức đại hội chi bộ sẽ được tiến hành trong tháng 7 và tháng 8 năm 2022. Sau tháng cuối năm, Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chỉ đạo thực hiện thành công Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đồng thời đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Ngày 11 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã khai mạc cuộc thi viết cáo trạng luận tội, trình bày luận tội và tranh luận năm 2022. Tham gia cuộc thi có 37 thí sinh là những cán bộ kiểm sát viên làm công tác hình sự Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp tỉnh Hòa Bình. Các thí sinh trải qua 2 vòng thi, vòng 1 viết cáo trạng và luận tội, gửi bài đến ban giám khảo chấm và chọn ra những bài thi có chất lượng vào vòng 2. Vòng 2, các thí sinh thực hiện tranh luận giữa ban giám khảo và thí sinh. Kết thúc vòng 1, ban giám khảo đã chọn ra được 15 bài thi có điểm số cao nhất vào vòng 2. Cuộc thi nhằm giúp các thí sinh tự đánh giá, rà soát kiến thức chuyên môn của bản thân trong thời gian công tác, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi kiến thức và tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng khi thực hiện nhiệm vụ tại các phiên tòa. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng ngày thành lập ngành kiểm sát 26 tháng 7 năm 2022. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay.
Nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2022 có phóng sự Công an huyện Cao Phong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thành phố Hòa Bình tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023 đảm bảo nghiêm túc đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là lực lượng nòng cốt, thời gian qua Công an huyện Cao Phong đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch, nhiệm vụ, mô hình hay cách làm tốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần tạo môi trường lành mạnh để nhân dân yên tâm lao động sản xuất. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2022, mời quý vị và các bạn cùng ghi nhận sự nỗ lực của Công an huyện Cao Phong trong việc bảo đảm an ninh chính trị ở địa phương. Triển khai từ năm 2018 đến nay, mô hình camera giám sát tình hình an ninh trật tự và hoạt động giao thông của Công an huyện Cao Phong đã được mở rộng đến các xã thị trấn với 48 mắt camera. Nhờ hệ thống camera giám sát tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ của người dân nâng cao rõ rệt. Các trường hợp vi phạm được hạn chế, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây chỉ là một trong số rất nhiều mô hình mà Công an huyện Cao Phong đã và đang triển khai để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Từ ngày có cái hệ thống camera trên hành trình trên tuyến đường này thì bà con chúng tôi thấy trật tự an ninh ở đây rất tốt. Tôi thấy là cần lắp đặt cái hệ thống này cho nhiều hơn, cho tốt hơn. Trong thời gian qua, để đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương, Công an huyện Cao Phong đã xây dựng và triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trên các lĩnh vực, nhất là trên lĩnh vực an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng. Lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh trật tự được bố trí ở từng địa bàn, tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ việc đảm bảo an ninh các sự kiện lớn đến việc đảm bảo an ninh trật tự tại các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn huyện, rồi các sự kiện văn hóa thể thao. Bên cạnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được đổi mới về nội dung và hình thức theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, phù hợp đặc điểm tính chất của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến nay, Công an huyện Cao Phong đã xây dựng được nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự như mô hình cụm an ninh sắp xanh, mô hình nhà trường an toàn không có ma túy, mô hình phối hợp giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, mô hình tổ tuần tra an ninh nhân dân. Các mô hình tự quản đã và đang góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 6 tháng đầu năm 2022, Công an huyện đã thụ lý giải quyết 12 vụ án với 34 bị can. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 8 vụ, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 100%. Từ ngày thành lập cái tổ thanh niên tự quản này thì nó cả xã, cả chính quyền tại địa phương đã ghi nhận rất là nhiều, và rất nhiều thanh niên ở trong tại các xóm đấy họ rất mong muốn và có nguyện vọng tham gia để cống hiến cho địa phương. Hiệu quả lớn nhất là trong thời gian qua là tình hình tội phạm được giảm đáng kể. Tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng cái mô hình này tại tất cả các xóm trên toàn xã. Từ khi có lực lượng công an xã chính quy về với địa bàn thì chúng tôi cũng luôn phối hợp tốt để làm tốt công tác nắm tình hình và giải quyết tình hình ngay tại cơ sở, như vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tộc, tôn giáo, và đặc biệt là các vấn đề liên quan đến khiếu kiện trong đồng bào dân tộc. Với tinh thần xuyên suốt của chúng tôi là xây dựng cái thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân, phát huy cao hơn nữa cái tinh thần xung kích, sáng tạo, và đặc biệt là cái tinh thần của người chiến sĩ công an dân. Thời gian tới, để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, Công an huyện Cao Phong tăng cường về các địa bàn, phối hợp với cấp ủy chính quyền, nắm tình hình, quản lý đối tượng, chủ động tham mưu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân để đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng hiệu quả hơn, góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, những năm trước đây, vấn đề tuyển sinh đầu cấp luôn được nhiều người quan tâm, đặc biệt là thành phố Hòa Bình, nơi thường xảy ra tình trạng chọn trường, chọn lớp, khiến cho một số trường trọng điểm trở nên quá tải.
Nhưng năm học 2022-2023, với nhiều giải pháp được đưa ra, việc tuyển sinh đầu cấp đã khắc phục được những vấn đề đã tồn tại từ nhiều năm. Ghi nhận của phóng viên Thời sự. Trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Hòa Bình, trong buổi sáng ngày đầu tiên bắt đầu phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 1. Khác hẳn với cảnh phụ huynh chen lấn để mua hồ sơ cho con vào mỗi kỳ tuyển sinh của những năm học trước. Năm nay, phụ huynh đến mua hồ sơ cho con trong khung cảnh trật tự. Các quy trình tuyển sinh cũng được chấp hành đúng quy định. Năm học 2022-2023, trường tiểu học Lê Văn Tám được giao chỉ tiêu tuyển sinh 137 học sinh, giảm hơn so với năm học trước. Là trường điểm của thành phố, nên việc xác định đúng đối tượng tuyển sinh được nhà trường quan tâm hàng đầu. Đặc biệt là hiện nay, nhiều gia đình không sử dụng hộ khẩu. Việc xác định đối tượng đang sinh sống trên địa bàn theo đúng đối tượng tuyển sinh đã được nhà trường thực hiện nghiêm túc theo mã số định danh của trẻ. Tôi cũng giao cho giáo viên phụ trách công tác phổ cập giáo dục đã tiến hành rà soát số trẻ sinh năm 2016 trên địa bàn tại các tổ dân phố thuộc cái địa bàn tuyển sinh của nhà trường. Thế và chúng tôi cũng phối hợp với các bác tổ trưởng tổ dân phố lập có nhóm Zalo với các bác tổ trưởng để gửi cái thông báo kế hoạch tuyển sinh của nhà trường và trao đổi thông tin với các bác. Và với những trường hợp mà cần xác minh thông tin thì chúng tôi cũng chủ động phối hợp với các bác tổ trưởng. Đối với trẻ sinh ở trên địa bàn thì sau khi thu hồi sổ hộ khẩu thì các con đều có mã định danh. Mỗi một trẻ có một mã định danh và cái mã định danh này là căn cứ để chúng tôi có thể rà soát cái thông tin nơi cư trú thực của trẻ một cách chính xác. Năm học này, tất cả các trường học thuộc các bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hòa Bình thực hiện tuyển sinh từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 7. Căn cứ vào cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên các trường và số học sinh trong độ tuổi của từng địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hòa Bình đã giao chỉ tiêu tuyển sinh cho từng trường. Theo đó, năm học mới này, bậc giáo dục mầm non của các trường công lập được tuyển sinh mới 2.045 cháu, huy động vào lớp 1 là 2.173 học sinh và huy động vào lớp 6 là 2.267 học sinh. Tuy nhiên, có một số phường, xã, số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 cao hơn số chỉ tiêu giao. Cụ thể, kết quả phổ cập giáo dục đối với trẻ sinh năm 2011, năm nay vào lớp 6 của thành phố Hòa Bình là 2.353 em. Nhưng năm học này, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 của thành phố Hòa Bình chỉ có 2.267 học sinh. Để rà soát đúng đối tượng học sinh đang cư trú thực trên địa bàn, đảm bảo huy động 100% các cháu hoàn thành chương trình tiểu học ra lớp với các hình thức cụ thể. Thứ nhất, đó là đảm bảo các cháu cư trú trên địa bàn được ưu tiên tuyển sinh trước. Những trường hợp không cư trú thực, khẩu ảo thì nhà trường kiên quyết trong việc trả về đúng tuyến tuyển sinh của học sinh đó. Thứ hai là một bộ phận học sinh trong địa bàn có những nhu cầu dự tuyển tại những trường học khác. Một bộ phận học sinh nữa là do nhu cầu của bố mẹ thì chuyển về nơi bố mẹ đang công tác, cho nên là trên cơ sở những cái số lượng học sinh như vậy thì nhà trường cũng hy vọng là sẽ tuyển đủ và đảm bảo học sinh ra lớp 100%. Mấy năm gần đây, việc thành phố Hòa Bình mở thêm nhiều trường tư thục cũng đã giảm tải cho các trường công lập trong mỗi kỳ tuyển sinh. Cùng với đó, việc thường xuyên luân chuyển cán bộ quản lý giáo viên giữa các trường trong địa bàn cũng khiến cho tư tưởng chọn trường, chọn lớp của phụ huynh được thay đổi, góp phần cho công tác tuyển sinh đầu cấp được nghiêm túc hơn. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hòa Bình phấn đấu huy động hết số học sinh trong độ tuổi đến trường và đảm bảo đúng các quy định về tuyển sinh năm học 2022-2023. Kết quả tuyển sinh sẽ được các trường trên địa bàn thành phố Hòa Bình công bố vào cuối tháng 7. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Đảng Bảo thủ của Anh đã công bố thời gian biểu cho cuộc tranh cử lãnh đạo đảng sau khi ông Boris Johnson đề nghị từ chức lãnh đạo đảng và thủ tướng. Theo thời gian biểu và các quy tắc được công bố, các đề cử sẽ kết thúc trong thứ Ba ngày 12 tháng 7. Sau đó, 358 nghị sĩ sẽ tổ chức một vòng bỏ phiếu để loại bỏ các ứng cử viên. Một cuộc bỏ phiếu thứ nhất và thứ hai được lên lịch vào thứ Tư và thứ Năm. Đảng sẽ đưa ra hai ứng cử viên cuối cùng trước khi các nghị sĩ chia tay để nghỉ hè vào ngày 21 tháng 7. Hai ứng cử viên cuối cùng sẽ được bầu chọn bởi các đảng viên trên toàn quốc. Chủ tịch đảng mới sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 9. Cho đến nay đã có 11 ứng cử viên tuyên bố tham gia cuộc đua giành vị trí lãnh đạo đảng bảo thủ. Hôm thứ Hai,
Thủ tướng Johnson lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông tiết lộ ý định từ chức. Ông từ chối xác nhận ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào. Tang lễ của cựu thủ tướng Abe Shinzo được tổ chức tại Tokyo vào chiều thứ Ba 12 tháng 7, 4 ngày sau khi ông bị ám sát trong khi đang phát biểu. Tang lễ được tổ chức tại chùa Jojoji có sự tham dự của khoảng 2.500 người, bao gồm các đồng minh và đối thủ chính trị của ông Abe, các chức sắc nước ngoài và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Chiếc xe tang dự kiến đưa thi hài của Thủ tướng Abe đến văn phòng Thủ tướng và những nơi khác ở Nagatacho, một khu vực trung tâm chính trị Nhật Bản. Thủ tướng Fumio Kishida dự kiến nói lời từ biệt tại cổng văn phòng Thủ tướng. Trong khi mọi người bày tỏ sự kính trọng của họ, các nhà điều tra vẫn tiếp tục làm việc để điều tra nghi phạm duy nhất. Cảnh sát đã bắt giữ Yamazami Tetsuya tại hiện trường vụ nổ súng. Các nguồn tin trong cuộc điều tra cho biết nghi phạm dường như đã quyết tâm ám sát cựu thủ tướng một năm trước. Người đàn ông 41 tuổi này cũng nói với các nhà điều tra rằng ban đầu hắn định sử dụng chất nổ, nhưng được cho là đã chuyển sang sử dụng súng cầm tay để đảm bảo rằng hắn ta sẽ bắn trúng ông Abe chứ không phải ai khác. Người dân trên khắp đất nước mặt trời mọc tiếp tục cầu nguyện cho vị thủ tướng tại vị lâu nhất của Nhật Bản. Nhiều buổi lễ tiễn biệt sẽ được tổ chức ở Tokyo và tỉnh Yamaguchi, nơi mà ông Abe đại diện trong Hạ viện. Nga đã đóng cửa đường ống Nord Stream, cung cấp khí đốt tự nhiên cho Đức để bảo trì theo lịch trình. Các quan chức Đức đang lo lắng liệu nó có mở cửa trở lại như dự kiến hay không, trong nỗi sợ bị trả đũa các lệnh trừng phạt của Berlin đối với Moscow. Nord Stream là một trong những đường ống lớn nhất ở châu Âu dẫn khí đốt tự nhiên của Nga dưới biển Baltic đến Đức. Tập đoàn năng lượng nhà nước khổng lồ Gazprom của Nga, công ty vận hành dòng chảy Nord, đã đóng cửa đường ống vào hôm thứ Hai, cho biết nó sẽ vẫn đóng cửa để sửa chữa cho đến ngày 21 tháng 7. Dòng khí đốt từ Nga qua đường ống Nord Stream 1 đã giảm khoảng 60% trong tháng 6. Chính phủ Đức đang kêu gọi người dân và doanh nghiệp tăng cường nỗ lực cắt giảm sử dụng khí đốt trong bối cảnh nước này lo ngại không thể tích trữ đủ khí đốt để đáp ứng nhu cầu sưởi ấm vào mùa đông. Nhiều nơi trên thế giới hiện đang phải vật lộn với sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 do các biến thể phụ Omicron gây ra. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang cảnh báo về một chủng virus khác được cho là đang lây lan nhanh chóng. Khi COVID-19 hoành hành các quốc gia trên thế giới, trung tâm cờ bạc châu Á Macau cũng không phải là ngoại lệ. Chính quyền địa phương này hôm thứ Hai đã quyết định đóng cửa tất cả các sòng bạc của thành phố lần đầu tiên trong hơn 2 năm vì khoảng 1.500 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong 3 tuần qua. Thế giới tiếp tục chứng kiến số lượng trường hợp COVID-19 ngày càng tăng trong bối cảnh sự xuất hiện gần đây của biến thể Omicron BA5 mới. Biến thể BA5 đã được xác định trên 83 quốc gia. Ấn Độ được dự kiến sẽ trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023, vượt qua 1,4 tỷ dân của Trung Quốc. Đây là theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc được công bố để đánh dấu ngày dân số thế giới. Bất chấp tốc độ tăng dân số toàn cầu chậm nhất kể từ năm 1950, dân số thế giới có thể đạt đỉnh 10,4 tỷ người vào những năm 2080. Tuy nhiên, sự gia tăng dân số là không đồng đều, vì hơn một nửa mức tăng sẽ chỉ xảy ra ở 8 quốc gia, bao gồm Philippines, Ethiopia, Ấn Độ và Nigeria. Theo số liệu từ Eurostat, số lượng người trên 27 quốc gia thành viên đã giảm khoảng 172.000 người vào năm 2021, sau khi giảm 656.000 người vào năm trước. Điều này xảy ra khi khu vực chứng kiến hơn 2 triệu ca tử vong liên quan đến COVID-19. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn xem trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và kênh YouTube HBTV. Kính chào, tạm biệt.